Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Hôm nay mình sẽ lên sóng một số ít đồ nghề, anh em xem có gì phù hợp thì liên hệ mình đặt hàng ha. Đây là số điện thoại của mình 0385 620 885. Mình không ship code, một số anh em nào quá quen thuộc với mình thì mình vẫn sẽ ship code, mình không bao ship. Mình ở số 55 đường Song Hành quốc lộ 2, phường Tân Hương Thuận, quận 12, cách ngã tư An Sương khoảng 300m. Thì khi mà anh em nào muốn tới trực tiếp để giao dịch đó, thì vui lòng gọi cho mình ha. Đó, còn những anh em nào sợ không muốn ship code, không muốn chuyển khoản thì anh em có thể tới trực tiếp. Đó, được mắt thấy tai nghe tay sờ, tiền trao thì cháo múc luôn. Còn anh em nào ở xa thì mình không có ship code nha anh em, trừ một số anh em lớn tuổi và rất là uy tín với mình. Đó, còn những anh em nào mới mua lần đầu thì ấy, còn anh em nào kêu mình chuyển khoản bao ship thế này kia thì mình không bao ship ha. Mỗi anh em, mỗi người bán nó có một cái phong cách riêng, nên là anh em nào thấy người nào hợp thì mua, chứ mình không kêu gọi anh em là mua hàng của mình không có năng nảy anh em. Đó, nên anh em nên nhớ điều đó. Mỗi người nó có một cuộc sống riêng, không người nào giống người nào. Người mua cũng vậy mà người bán cũng vậy, nên là anh em thấy thuận mua thì vừa bán, không thì thôi ha. Đó, chứ anh em đừng có nhiều anh em đặt gạch xong rồi không chuyển khoản hay không nói một tiếng nào, nó rất là khó cho mình. Nên là mình xin phép chặn những người đó luôn, chứ mình không có ấy. Tại vì nếu mà anh em không mua, anh em cứ nói anh không mua được cái món đó, anh hủy anh gì để mình bán cho người khác. Đó, mình rất là rõ ràng nha, để mình bán cho người khác, chứ không phải là chốt xong im luôn, im như một con chó, không sổ một tiếng nào luôn. Đó, xong mình nhắn tin hỏi lại anh ơi anh có lấy không, anh cái chuyển khoản gì không, kêu là không. Đó, rất là bực mình. Thà nói anh không lấy, ok em bán cho người khác, nó rất là đơn giản thôi, chứ không phải là như mình ra ngoài bảng vậy. Nguyên cái lô đó mình mua, mình không mua, mình nói không mua, cái đợi tao về tao xem xét. Đó, nó ra xong về sau này ra ngoài bãi là tụi nó coi mình như con chó rạch, chó rách luôn ha. Thì mình nói rất là rõ ràng, số điện thoại ở đây 0385 620 885, mình không ship code, mình không bao ship. Đó, địa chỉ trực tiếp của mình ha, rất là rõ ràng. Còn anh em nào muốn mua đâu thì là chuyện của anh em. Rồi, đầu tiên mã số 1 đây là một cái đế từ Kanetsu ha. Đây là Made in Japan, đây là một cái đế từ nha anh em. Để mình lấy cái ví dụ ra cái, để mình lấy cái, đây là một cái mâm bằng sắt đi. Khi mà mình gạt qua đây nè, mình gạt qua đây nó sẽ hút cái từ nha anh em. Đó, nó sẽ hút cái từ đó, nó sẽ tạo thành một cái ấy, tạo một cái từ. Cái này nó rất là chắc, rất là mạnh, tại vì cái này là thép mỏng, cho anh em để lên một cái thép tấm hoặc là cái gì thì nó rất là chắc. Đó, còn đây là cái đuôi đèn, đây là công tắc của nó này. Đuôi đèn này là sử dụng đuôi thông dụng của mình nha anh em. Cái đế này thì đấy, cái này là dây điện, không phải zin của nó, nhưng mà mình lấy dây Nhật mình lòn vô để mình thay, tại vì dây zin của nó đã bị đứt do nằm ở ngoài bãi. Đó, đây thì mà anh em bẻ xuống theo cái chiều. Nói chung cái này là anh em nào làm bên máy tiện á, cơ khí này kia thì sẽ biết cái đế từ này. À, cái bóng đèn hoặc anh em về anh em muốn chế cái gì thì tùy. Đây, và mình đang xài điện 220 anh em. Đây là mình lấy một cái bóng đèn thông dụng, bóng đèn điện quang bình thường thôi, cái này mua đâu cũng có, anh em có thể mua bóng led hay gì cũng được. Mình sẽ gắn vào đây, cái này là đế từ nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắm điện, đó là nó sẽ sáng ha. Công tắc là ở đây luôn, anh em tắt ở trên thân đèn hay ở đâu cũng được. Cái này nếu mà anh em để trên một cái mặt phẳng á thì nó hít rất là mạnh nha anh em, cực kỳ mạnh luôn. Mình đã test rồi. Đó, ví dụ như anh em gạt qua đây thì nó sẽ tạo 500. Còn bình thường thì nó không có hít nè. Bình thường không có hít, nhưng mà khi mà anh em để lên, anh em gạt qua cái nè, đó nó sẽ tự nó hít, là đứng chắc cái đế lại, không có nghiêng ngả, không có gì được. Tại vì cái này anh em cảm thấy giá mình rút ra rất là nhẹ, nhưng mà tại vì nó là tôm, nó là một cái miếng thiết thôi, với lại là nó gồ ghề chứ nó không có bằng phẳng, nên là anh em xíu. Còn mà anh em để lên một cái miếng thép tấm hoặc là tấm thép đặc á, hít rất là chặt. Ở đây có hai phần on off nè, để cầm rất là chắc nha. Để từ Made in Japan. Rồi, cái mã số 1 này giá là 500 nha anh em. Thì mình không có kèm theo bóng cho anh em, anh em về anh em tự mua bóng theo ý thích, ra tiệm điện rất là nhiều. Mã số 1 giá 500. Tiếp theo mã số 2 giá 600.000. Đây là một cái cây xịt thổi hóa chất. Đây, Made in Japan. Ha, cây này thì có chiều dài là khoảng tầm 40 đến 50 gì đó. Thì cái này cuối clip mình sẽ test, thì khi mà anh em không sử dụng
cái này anh em sử dụng hơi, còn đây là cái đường ống hóa chất. Anh em có thể sử dụng cho nó hút hóa chất hoặc là dầu mỡ, nói chung là cái gì anh em không muốn chạm tay. Còn khi mà anh em mà xài hơi bình thường thì anh em có thể luồn lách cái ngõ anh em xịt đó. Cái này nói chung nó dùng để xịt hóa chất. Rồi, giá của nó là 600.000 nha anh em. Cái này thì cuối clip mình sẽ test. Rồi, tiếp theo mã số 3, giá 250. Thì ở đây mình nói luôn, ở đây nó sẽ có hai mã, mã 3 với mã 5 là hai cái vít. Thì ở đây anh em sẽ thấy giá nó chênh nhau là do cái này nó nhiều chức năng hơn nha anh em. Cái này nó nhiều chức năng hơn, anh em sẽ thấy cái độ dày của nó dày hơn. Đó, thì mình sẽ giới thiệu cái cây 250 trước. Cây Victorinox rất là đẹp. Đó, cái này là nó dính dầu thôi nha, dính dầu và quạng nên nó nhìn anh em nhìn nó chứ còn thực tế nó rất là đẹp, logo rõ ràng nè. Các chức năng của nó gồm khu bia, khu rượu gì đây. Đó, hai chức năng. Cây này thì khoảng 6 chức năng. Đó, lưỡi dao phụ nè. Cái này là dính dơ. Rồi lưỡi dao chính. Đây, hàng này là hàng đó, Victorinox Whistler, anh em có thể thấy rõ ở đây ha. Đó, lưỡi dao chính nè, không một không có mẹ, không có dăm gì hết. Rất là đẹp. Và đây là hai cái khui rượu. Còn lưỡi dao phụ nè. Cái này là dính dơ nha anh em, không phải là do nó mẹ hay gì đâu, nó dính dơ. Đó. Anh em gặp lại thì trơn tru. Đây là một cái chức năng khui rượu. Đó, khi là chức năng gì nữa thì mình móng tay mình rất là ngắn nên mình không cậy lên được. Và đây là cây tăm. Giá của cây này là 250.000. Mã số 3. Đó, cây này thì 1 2 3 4 5 6 chức năng, 7 chức năng nha. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cây xà beng. Một số nơi thì sẽ gọi là xà cây. Cây này thì Mark in Japan. Đó, hiệu hiệu gì đây? Hiệu Golden Beer, là hiệu con gấu. Con gấu màu vàng. Golden Beer, hiệu con gấu màu vàng. Ở đây là cái logo của con gấu. Chiều dài của nó là 330 cm nha. Ở đây nó có phần luôn. Đó, cây này thì mới nguyên chưa qua sử dụng nè. Chiều dài là 330 nha anh em, là 33 cm á, cây xà beng hoặc là cây xà cây. Giá 180.000. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì nó là một cây Victorinox như mình nói, nó giá là 350. Tại vì sao? Tại vì nó dày hơn và nó sẽ nhiều chức năng hơn cái cây kia. Đây, cây này cũng còn rất là đẹp và rất là mới nha. Những cái cây như cái cây này nè, mình nói thẳng luôn, mình bán cái giá này là mình không có mặc cả. Anh em nào thích thì có thể lên mạng mua của người khác đó, chứ mình không bắt buộc anh em phải mua. Tại vì những cây này anh em mua hàng mới thì nó cũng khoảng tầm 700-800 ngàn rồi đó, đó chung mình bán hàng cũ thôi chứ mình không có tiền mình nhập hàng mới về. Victorinox nào, Whistler, nhiều anh em sẽ nghi ngờ cái hàng này có phải ấy, mà sẽ một số anh em sẽ nghi ngờ hỏi mình phải hàng thiệt hay không, thì mình cũng cam đoan là hàng này thì nếu mà anh em nói dạ hay gì mình bồi thường. Ví dụ anh em mua cái này 250 đúng không, anh em kêu nó là dạ mà anh em chứng minh được, mình bồi thường 2.5 triệu ha. Nếu miễn sao anh em đem lại tận đây và anh em nói nó dạ. Đó, đây là cây Victorinox Whistler. Cái này là lưỡi dao chính nha, mình sẽ cho anh em coi cái lưỡi dao chính trước. Đẹp, không có mẹ, nói chung rất là bén. Những cái này anh em không để ý sẽ là đứt tay là bình thường. Một lưỡi dao chính, một lưỡi dao phụ. Lưỡi dao phụ đây, mình sẽ gặp lại nha cho nó đỡ nguy hiểm cho mình. Đó, hai cái đồ khui. Và đây nó có một cái chức năng nữa là cây cưa. Cây cưa này thì cực kỳ bén luôn. Đó, cây cưa. Cưa này nếu mà anh em nào mà cưa cây thì sẽ thấy nó bén ngót luôn. Cây này thì chưa sử dụng. Đó. Và đằng sau này vẫn là hai chức năng như giống như hai cây 250. Đó, mình sẽ cậy cái nào dễ nha, cái này đó. Cái này là cái đâm cái gì thì mình cũng không biết, không rành. Nó thực sự là không rành tới cái mức mà hiểu biết hết đâu. Đó, cây này thì nó dày hơn, giá nó là 350.000. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây là một cuộn chì nặng 650g nha, nặng gần 750g. Thì đây mình sẽ chiếu cái cân cho anh em. Đây, cái cân ở đây nha. Đó, anh em sẽ thấy cái cân ở góc bên kia nha. Mình sẽ đặt lên. Đó, nó nặng khoảng 672g. Đó. Thì cái chì này giá là 450.000. Đây, cái chì này thì bên trong nó có nhựa thông nha anh em.
mình cũng không biết diễn tả sao, nhưng mà giá là 450 ngàn, thì một chút nữa mình sẽ bấm hàng cái chì lên để cho anh em biết bên trong nó có nhựa thông, là anh em không cần phải ấy luôn. Nó rất là nhẹ điện mà không có lo sợ cái việc nó bị anh em phải xài nhựa thông, nói chung nó rất là bóng. Đó, đây là hàng nội địa của Nhật, Tokyo. Cái cột này thì nó là 1 kg nhưng mà nó bị xài bớt rồi nha anh em. Chì này là chì lớn, chì này là chắc chì 2 ly quá. Giờ mình đo coi. Đúng rồi, chì này là cột dây nó là dây 2 ly. Dây 2 ly. Nói chung nó chì Nhật này nó nhẹ đi. Rồi mình sẽ để ở đây. Chút nữa mình sẽ test luôn. Rồi, tiếp theo mã số 7 giá 300 ngàn. Đây là một cây mỏ hàng Haco, điện 100V, công suất 100W. Đây, 100W, hàng này chưa sử dụng luôn nha anh em. Chưa sử dụng. Đó, trên này chưa có dính dấu chì nè. Và ở đây nó còn cái phần là cái dây zin của nó chưa qua sử dụng. Đây mình xin nói luôn là bây giờ mình sẽ cắm điện vào và mình test luôn cái cụm chì ha. Mình sẽ lấy cái này, thì anh em nào mua thì chịu khó thông cảm. Đó là tại vì nó chưa sử dụng, thì bây giờ mình sẽ là người sử dụng đầu tiên, tại vì nó chưa có dính chì ở đây. Mình sẽ để ở đây và mình cắm điện, một chút nữa mình sẽ quay trở lại với nó. Cái này nó xài điện 100V nha anh em. Điện 100V, công suất là 100W, nghĩa là rất là lớn. Và công suất của con này nó là công suất thật, chứ nó không có ảo như những mỏ hàng chì của Việt Nam. Rồi mình sẽ tạm thời gác nó lên đây. Nó nóng nhanh lắm, mình đã thấy nó nóng rồi. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 giá 120 ngàn. Thì bây giờ đây là một cái cây đo hơi. Cây này thì nó có một cái nữa để anh em dắt vào túi anh em đeo. Cây này thì của hãng Asahi. Đây là cái logo của nó chứ không có tên hãng. Đó, hãng Asahi. Asahi của Nhật. Đây là một cái cây đo hơi xe máy. Đây là có cái nắp đậy luôn nha anh em. Ví dụ như anh em không xài, anh em có thể đậy lại và anh em treo ở trên túi. Đó, đây, rất là tiện. Cây này thì nó dài. Thì cái dải đo của cây này lớn hơn những cái cây trước mình bán. Cái này nó đo tới 5kg, 6kg. Đây. Đó. Đây là 2kg, 2kg2, 2kg4, 6, 8 và 3kg. Thì cái này thì giá 120 ngàn. Cái này mình làm biến test nha anh em, nên là anh em nào tin tưởng thì mua, chứ đừng hỏi mình. Mình chắc chắn nó hoạt động tốt, tại vì mình đã test ở trước khi mình bán rồi. Nên là mình làm biến thì mình không có test ở cuối clip như những cái cây trước mình bán ha. Đó, giá là 120 ngàn, mã số 8. Tiếp theo mã số 9, giá 650 ngàn. Đây là một cái cây xịt sơn Kinki. Đây, cây này thì ngoài bãi về mình chưa có vệ sinh, nhưng mà nó còn rất là đẹp nên mình không có vệ sinh làm cái gì. Thì ở đây á là cây Kinki, mã là S, hàng nội địa của Nhật. Đó, cây này là cây bếp 1.3 xịt sơn rất là đẹp. Nếu mà anh em vệ sinh lên cây này bảo đảm là mới tinh luôn. Anh em nhìn cái nước xì ở đây, anh em biết ở đây thì nó dính dơ thôi. Mình không có thời gian nha anh em, mình không có thời gian mình làm, mình chỉ để nguyên vậy mình bán thôi. Mặc dù mình biết á, bán vệ sinh xong rồi mình cộng thêm 50-100 tiền công vệ sinh, mình bán được hết á. Nhưng mà chẳng qua mình làm biến. Tiền công vệ sinh nó sẽ khác với cái đó. Thì ở đây là cái bếp bếp 1.2. Anh em thấy bếp 1.2 ha. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái này nó không có bình dưới, anh em nào mà muốn xài bình á, một là anh em ra mua cái súng Trung Quốc 200-300 ngàn gì đó, anh em lấy cái bình anh em gắn vô anh em xài. Bình hãng nó 400-600 ngàn một cái bình rồi nha anh em. Nên là anh em có thể xài bình Trung Quốc, mua cây súng sơn bình dưới gắn vào, sàn qua gắn vào, rất là dễ. Ở đây mình không mua, nói chung là tùy anh em tự mua, ở đâu nó cũng có bán hết á. Cái này thì cuối clip mình sẽ test luôn cho anh em, giá là 650 ngàn. Rồi mình xin lỗi anh em nha, bây giờ mình sẽ quay trở lại mình thử cái mỏ hàng. Đây, cái mỏ hàng này nó đã nóng rồi nè. Để mình coi nó có chạy chì này được chưa. Đó, rồi. Đó, nó chạy chì rồi nha anh em. Đó, cái chì này anh em sẽ thấy nó rất là bóng. Đây, để đợi mình xíu mình nè. Đó, nó chạy chì như là một cái xôi chì luôn á. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn xuống dưới đây và mình bóc lên. Đó, chì nó có sẵn nhựa thông nên nó rất là bóng nha anh em. Đây. Anh em sẽ nhìn thấy cái chì nó bóng lưỡng luôn nha. Đó, mặc dù chì to, cái mỏ hàng chích vô tới đâu là chạy tới đó.
nó anh em thấy nó rất là bóng, chứ nó không có giống như chì Việt Nam mà nó rất là nhẹ điện, nó chạy nó xôi luôn á. Một phần là do cái mỏ hàng này nó nóng, rất là nóng. Với cái thứ hai nữa là do cái chì này nó nhẹ điện ha. Thì bây giờ mình xin phép tắt. Đó, nó nhẹ điện lắm nên là chì vô anh em sẽ thấy nó cực kỳ bóng luôn. Đây. Nó không phải xài nhựa thông, nhựa thiết gì hết mà đỡ mất thời gian của anh em nữa. Chích là chạy. Rất là đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10, giá 300.000. Cái này thì nó không được đẹp, mình nói thẳng luôn, giá 300 nha. Thì cái này là một cây thước dây của hãng Yamayo Milan 12 inch là 30m. Đây. 30m thì cái này tổng quan nó không có được đẹp lắm. Nói chung là anh em nào thích cái sự hiệu quả Made in Japan, thích cái sự hiệu quả hơn cái thẩm mỹ thì anh em có thể mua. Đây, ở đây tình trạng đầu của nó nè, là nó bị nứt cái này. Thì cái này là zin của nó, bên Nhật người ta để sao mình để vậy. Đó, chứ mình không có làm là anh em nào muốn đẹp thì thay cọng kẽm này bằng cọng kẽm mới. Chứ thực sự để xài nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh em cầm đây anh em kéo cũng chẳng sao hết. Đó. Còn bên đây là trong sợi dây. Nói chung cái sợi dây này nó làm bằng dây thủy tinh. Nên là nó rất là chắc, chứ nó không có giống như dây của Trung Quốc nha. Đó, chữ số còn rõ ràng nè. Đó, Made in Japan, Yamayo. Cái này thì anh em nào mà đề cao tính hiệu quả thì anh em có thể mua, chứ còn thẩm mỹ về mà thì nó không có được đẹp lắm thôi. Đây, cái dây thủy tinh là khi mà mình gồng hết cỡ để mình giật thì nó sẽ không có giãn hoặc là không có đứt ngang như là dây của Trung Quốc nha anh em. Đó. Đó, mình gồng hết sức để mình cố gắng mình giật cho nó giãn, nhưng mà thật sự một cái người mà không tập tạ. Cái này á thì mình cũng đã từng đưa cho một cái anh tập tạ trên 100kg thử giật rồi. Thì giật nó có giãn. Nhưng mà với người bình thường á, hoặc là những cái người tập chưa tới á, thì nói thẳng luôn là muốn giật được cái cọng dây thước dây này thì nó hơi khó. Đó, tại vì mình đã từng thử rồi mình mới bán nha anh em, chứ không phải là không. Nên là mình biết những cái cọng dây này nó rất là chắc. Không có chuyện mà nó dễ dàng nó đứt. Ví dụ như cái tình trạng nó xảy ra khi mà hai người cùng kéo thước, nó vướng cái gì đó, nên là nó sẽ hạn chế được cái tình trạng đứt. Còn khi mà anh em cấn quẹt chúng cái này chúng cái kia, nó rách một đường là nó dễ đứt là chuyện bình thường. Cuộn này thì giá là 300 ha, mã số 10 giá 300. Nó dành cho anh em nào mà thích hiệu quả hơn cái thẩm mỹ thì anh em có thể mua nha. Bên ngoài nói thẳng luôn nó cũng không được đẹp. Đây, tổng quan đó. Rồi, tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là một cái bộ, đây, một cái bộ khuét gỗ, khuét thạch cao gì đó. Đây, cái hình ảnh của nó đây nha anh em. Nó sử dụng là từ 30 cho đến 120 ly của hãng StarM. Hàng này hàng mới nguyên. Đó. Mới chưa sử dụng nhưng mà nó là hàng bãi. Giá là 300.000 mã số 11. Thì ở đây nó thiếu cây lục giác để mở thôi, chứ còn bên trong là đẹp như mới. Đó. Đây, cái này là dùng để anh em khoét cái lỗ hay thạch cao gì đó ở đây, và nó có cái phần cố định. Khi mà anh em muốn khoét thì anh em đẩy cái này. Rất là mới, rất là đẹp nè. Đó, đây là cái thước đo của nó luôn. Hãng ta em nằm ở đây nha anh em, logo. Đó, thì cái này có giá là 300.000 cho một cái mũi khoét. Công dụng của nó là anh em có thể khoét gỗ cũng được, hoặc là khoét thạch cao thì tùy. Đây. Rồi. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 ở đây là một cái vòi nước ở góc. Vòi nước này là sử dụng răng 21 công dụng. Nè, còn rất là mới, rất là đẹp. Răng này răng 21 nha anh em. Rất là mới, rất là đẹp. Ví dụ như anh em bình thường anh em xài cái vòi đúng không, nó ra nhưng mà ở góc tường nó vướng, thì cái này nó sẽ, anh em sẽ hình dung ra được là nó ở cái góc. Ví dụ đây là cái góc tường chết đi, đúng không? Đó, nếu mà vô cái thế này thì anh em tới đây thì cái này nó sẽ chạy ra. Đây là cái góc tường nè. Đó. Và cái chỗ này ở dưới này thì mình chưa có vệ sinh, nhưng mà nó bằng đồng thau nên là em không có sợ nó xét, nó chỉ bị dơ thôi, bị ăn cái lớp xi. Đó, nên anh em nào muốn xài á, thì về chà chỗ này một xíu. Đó, còn tổng quan thì nó rất là đẹp, rất là mới, rất là bóng nè, anh em thấy không? Nó bóng, bóng lưỡng luôn á. Cái này thì hàng nội địa của Nhật. Mình chả biết nó của hiệu gì, nhưng mà có logo đây, của hiệu Sanae gì đó, đây.
Răng 21 thông dụng, và cái này nó ở kẹt tường nha anh em. Ví dụ như cái tường anh em chạy tới đây vuông góc nè, anh em bắt vào đây, đó. Đó anh em hình dung ra chưa? Mình sẽ để như vậy cho anh em dễ hình dung nha. Và cái vòi này nó sẽ xoay được. Ví dụ như anh em có cái xô bên này anh em mở ra, và cái này nó cũng có góp phần tăng cái áp lực nước lên. Anh em nào xài qua hàng Nhật thì sẽ biết là khi mà anh em gắn cái vòi Nhật vào nó sẽ mạnh hơn cái vòi Việt Nam bình thường. Giá là 450.000 nha anh em. Cái vòi này đi ngoài bãi không dễ kiếm, cái vòi thẳng ra thì rất là nhiều, còn cái vòi này là vòi gốc hiếm gặp, giá 450.000. Đây là cây mỏ hàng, khi mà mình đã cắm điện thử thì nó sẽ bị tái như vậy nha anh em. Đó nên là anh em nào mua thì chịu khó thông cảm. Đó mình đã thử hàng kỳ luôn. Đây là nhựa thông còn dính lại trên đầu nè. Ui da nóng quá, vẫn còn rất là nóng. Bóp tay vào cái nghe xèo luôn. Đó. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 giá 450.000. Đây là một cây thước thủy của hãng Emry. Made in USB. Đây. Made in USA. Cây này thì nó dài tới 60 cm. Đây mình sẽ đo chiều dài là 60 cm nha anh em. Cây này đã qua sử dụng. Nó 60 qua sử dụng. Và ở đây nó có ba thủy nào cũng còn rất là rõ vào trong. Đó trong vắt nha, nó không có bị mất nước hoặc là bị lật này kia. Đằng dưới này thì nó là một cái nguyên một cái dải nam châm, nó chạy dài luôn. Đó, để mình lấy cái gì ha, mình hít nó vào. Đó ví dụ như đây, anh em sử dụng cái gì đó anh em có thể hít nó vào. Đó, là nguyên một cái dải nam châm chạy dài luôn nha anh em. Đó nó chạy dài từ trên xuống đây. Đó, giá của nó là 450.000, rất là đẹp. Rất là ok. Chứ không phải là đẹp, tại vì nó qua sử dụng rồi nó dính đồ của thợ hồ nè. Xi măng này kia. Nhưng tổng quan nó còn rất là ok. Chứ không đến nỗi nào, hàng này của Mỹ xuất qua Nhật. Đó của hãng Emry Magnetic. Nó in USB. Như đây, của Mỹ nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi thử. Thứ nhất là một cây xịt hơi nước tẩy, cái này của hãng Kinky. Thứ hai là mình sẽ đi thử cây súng sơn. Bây giờ mình mới phát hiện ra một điều là hai cây này nó cùng một hãng với nhau. Kinky gì đó thì mình cũng không biết. Rồi, bây giờ mình sẽ đi test. Thì bây giờ mình sẽ thử cây súng xịt sơn Kinky nha anh em. Tại vì ở đây thì nó đang không có cái ấy xuống, mình sẽ thử ở đây thì nó hơi bất tiện cho anh em. Bằng cái lùn bây giờ. Mày khóa nước hả? Khóa nước. Được rồi. Rồi, để mình test luôn cái này. Cái này nó hơi không có ấy. Bây giờ mình sẽ cắm cái này vô nha anh em. Đây, mình sẽ xịt. Đó, ra rất là mịn nha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ bằng cái này là chỉnh cái tia. Tia này thì nó sẽ xòe ra. Nó xòe ra. Anh em thấy cái kè ha, nhìn kỹ ở đây nè. Đó. Ra rất là mịn, và đây là cái phần chỉnh gió. Đó, anh em chỉnh gió. Cực kỳ mịn luôn. Rồi, tiếp theo là cái cây này. Thì công ty có khách nên là anh em thông cảm ha. Tại vì ở đây công việc lúc nào nó cũng không có phải là quay clip liên tục được. Chứ nó bình thường nó không bị gì đó. Ở đây. Là mình nhét cái câu chứ. Đó. Ví dụ như anh em bạn vào không ấy nữa, anh em bạn cái này vào.
thì nó sẽ không có ra nước nữa nha anh em. Đó. Còn khi mà anh em á mở cái này ra thì nó sẽ ra nước. À, nói chung là cái này là hoạt động bình thường, không có lỗi lầm gì đó. Tại do cái máy hơi nó chạy á, nó nạp chưa đủ hơi nên khi mà hơi yếu nó sẽ sinh ra như vậy. Đó. Cả hai cái này đều hoạt động tốt nha anh em. Thì như nãy mình nói, nếu mà anh em muốn sử dụng á thì về anh em có thể thay cái này bằng một cái bình Trung Quốc cũng được, còn không anh em nối dây hút sơn ở đâu đó tùy, nói chung dành cho công nghiệp hay anh em muốn xài gì. Hơi ra rất là mịn nha, tại vì bếp nó có 1.2 thôi. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.